Kính thưa quý vị, một trong những nét rất riêng của nhạc sĩ Việt Trãi là hầu như tất cả những tác phẩm của ông đều viết về truyền thống tốt đẹp của quê hương và con người Bình Thuận, ngợi ca những thay đổi diệu kỳ của quê hương trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Chương trình nghệ thuật với những ca khúc của nhạc sĩ Việt Trãi với sự chỉ đạo nội dung của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chỉ đạo chương trình và biên tập nghệ sĩ nhân dân Minh Mẫn, nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp, biên đạo nghệ sĩ nhân dân Mai Kiên, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, hòa âm phối khí nghệ sĩ ưu tú Văn Hiệp, nhạc sĩ Đinh Trung Hà, nhạc sĩ Khắc Nhân và nhạc sĩ Thanh Cường, dựng bè nghệ sĩ ưu tú Ngọc Tuyển và Thanh Pháp. Let's go, let's go, let's go.